mấy anh em nào đang đánh cái con chim này nè anh em, còn gọi là chắc mỏ còng hay là móc còng, chắc mỏ cong anh em, cái con trong clip nè. Thì đây là cái bản tiến mới nhất, hiệu quả nhất, đánh cạnh tranh ăn chim nhất 2021 nha anh em. Mấy anh em nào mà đã mua tiếng bên Thuận năm trước thì năm nay mua tiếng này về xài rất là ok. Còn mấy anh em nào mà chưa mua tiếng bên Thuận lần nào thì nghe qua cái bản này để tìm hiểu. Nếu anh em thấy ưng thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận bán cho anh em bản gốc là không bị chèn nhạc vô nha anh em. Thì nếu anh em thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận. Bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim diêm di cư nha anh em. Anh em bấm vô kênh Săn Bẫy của Thuận để tìm hiểu thêm. Thuận cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. Anh em cầm bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm ý kiến để kênh phát triển thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cần bản gốc của tiếng chim này mà không bị chèn nhạc vào, anh em liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp anh Thuận để tư vấn thêm. Anh em lưu ý, bản tiếng chim này Thuận đã đánh qua và bán cho một số khách quen thuộc của Thuận làm ăn nhiều năm qua, bảo về đánh cũng rất là ok. Ngoài ra, Thuận ghi nhận cắt, ghép, chỉnh sửa lọc bỏ âm thanh rè và bản tất cả các loại tiếng chim di cư mới nhất theo năm tháng. Anh em xem qua clip này, nếu thấy hay thì hãy bấm like và sẵn tiện đăng ký kênh Săn Bẫy. Đồng thời anh em bình luận thêm